Chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn 5 bước học câu trong tiếng Anh mỗi ngày để đạt được hiệu quả cao nhất và cuối cùng các bạn có thể nói được tiếng Anh lưu loát và đặc biệt là khả năng nói tự nhiên như người bản xứ. Bước thứ nhất là tìm những câu có cấu trúc và có thể dùng lại được. Những câu này phải có chứa ít nhất một cấu trúc trở lên. Câu càng nhiều cấu trúc thì học càng có lợi vì đằng nào bạn cũng mất một lần học thuộc nên chứa càng nhiều cấu trúc thì càng hay. Tôi lấy ví dụ như câu I'm afraid of getting stuck in traffic. I'm afraid of getting stuck in traffic. Câu này có nghĩa là tôi sợ bị kẹt xe lắm hay là tôi sợ bị tắt đường lắm. Bước thứ hai là hãy phân tích cấu trúc của câu đó. Câu này nếu phân tích ra thì chúng ta có hai cấu trúc có thể dùng lại được vào nhiều tình huống khác nhau. Cấu trúc thứ nhất là to be afraid of something, to be afraid of something là sợ cái gì đó. Cấu trúc thứ hai là to get stuck in traffic. Get stuck in traffic là bị kẹt xe hay là bị tắt đường. Như vậy là chúng ta phân tích ra được hai cấu trúc. Vậy định nghĩa cấu trúc ở đây là gì? Nó là một cụm động từ bao gồm động từ chính và các thành phần khác của ngôn ngữ như là giới từ, trạng từ, danh từ hoặc là cả động từ khác để giúp chúng ta diễn đạt được một ý hoàn chỉnh và khi biết được một cấu trúc thì những gì mà chúng ta cần làm là thêm vào chủ từ và các trạng từ chỉ thời gian hay nơi chốn hoặc là thay thế danh từ, động từ khác để biến đổi và phát triển câu. Điều này khác biệt hoàn toàn với việc chúng ta học một vài điểm ngữ pháp và một số mẫu câu như là subject verb object, vân vân rồi suy nghĩ lung tung lục tìm ra những cái từ lạ lẫm không giống ai để nói trong những tình huống mà người bản xứ cũng chẳng hiểu là chúng ta nói gì. Một cái hay nữa của việc học câu là chúng ta học được luôn cả những từ vựng mà câu đó dùng các bạn. Trong câu trên thì ít nhất là chúng ta học được bốn từ chính là tính từ afraid, động từ get, tính từ stuck và danh từ traffic. À, ít nhất là bốn từ. Bước thứ ba là chúng ta học câu. Học câu là học từng từ xem nghĩa của nó là gì, phát âm ra làm sao, học một cách cặn kẽ, phát âm thật nhiều lần cho giống như giọng chuẩn của giọng giáo viên và nói đi nói lại cho đến khi không còn vấp nữa và giống với chất giọng của giáo viên nhất thì mới hoàn tất. Các bạn hãy cùng tôi tập câu ví dụ trên cho nhuyễn một chút nha. I'm, I, I'm, I. Cái câu, cái âm của từ I'm là I và kết hợp với âm m, I'm, I'm, I'm chứ không được nói là am, am nha các bạn, am, am là nó không đúng mà là I'm, I'm, I'm afraid, 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 I'm afraid, I'm afraid of, afraid of, afraid of, afraid of, I'm afraid of getting, getting, gets, getting. I'm afraid of getting stuck, stuck. in traffic, traffic. a, tra, traffic, traffic, in traffic. I'm afraid of getting stuck in traffic. I'm afraid of getting stuck in traffic. Doc, tôi vừa tập hoàn tất câu. bước thứ tư là lặp lại câu. Sau khi mà các bạn đã đọc đúng âm, đúng ngữ điệu, đúng giọng chuẩn của giáo viên và đọc không còn bị vấp nữa thì chúng ta bắt đầu quá trình lặp lại câu. Nên nhớ đây là quá trình lặp lại để mô phỏng môi trường giao tiếp tự nhiên nhằm ghi nhớ câu. Mỗi lần lặp lại câu là tương đương với một lần đi giao tiếp trực tiếp bên ngoài đó các bạn. Nhưng hay hơn là vì bạn có cơ hội lặp lại câu đúng. Còn khi đi ra ngoài thực tập, vì lý do lo lắng nè, À, lo sợ người nước ngoài nè thì các bạn không nhớ câu à, và lại tự chế tự lắp ghép và cuối cùng à, lặp lại cái câu lắp ghép đó mà là câu sai càng lặp lại câu sai thì sẽ nhớ câu sai và hình thành nên cái phản xạ toàn những câu sai văn hóa à, à, sai ngữ pháp hay là sai cái cách mà người ta dùng mà thật sự là câu đó chẳng có ai dùng cả nên nhớ rằng là càng lặp lại thì thông tin càng ghi sâu vào bộ nhớ dài hạn và cho đến một thời điểm nào đó thì ngôn ngữ nó trở thành quán tính và bạn sẽ dùng nó tự nhiên như tiếng mẹ đẻ của mình. Và bây giờ thì chúng ta cùng với tôi lặp lại câu thử vài lần. Tôi khuyên các bạn nên tìm đủ mọi cơ hội và bất kỳ thời gian nào, bất kỳ nơi nào để tranh thủ lặp lại câu vài lần. Chỉ cần vài lần cho một lần lặp thôi các bạn. Số lần tối thiểu mà các bạn nên lặp lại câu trong một ngày là tôi nghĩ là 200 lần, tối thiểu là 200 lần cho mỗi câu nha các bạn. Quá trình lặp lại này còn gọi là quá trình diễn lại ngôn ngữ. Diễn lại có nghĩa là vừa lặp lại câu, vừa hình dung ra ngữ cảnh mà câu đó được dùng chứ không phải đơn thuần các bạn đọc lại câu mà cũng chẳng để ý xem nghĩa của nó là gì, chỉ biết đọc lại câu cho đủ số thì nó lại không đúng. À, như câu ví dụ của chúng ta bên trên thì bạn phải vừa lặp lại câu mà vừa tưởng tượng ra cái cảm giác lo sợ khi mình bị kẹt giữa dòng người và dòng xe cộ đông đúc không thể nhúc nhích được thì giống như là mình rơi vào kẹt xe cái mình sợ và mình nhớ là cái cảm giác sợ đó để mình nói cái câu này và mỗi lần nói câu thì mình đều hình dung ra cái đó thì cái việc đó đó các bạn gọi là cái việc map cái ngữ cảnh với cái câu tiếng Anh để mỗi khi mình nhớ đến câu tiếng Anh là ngữ cảnh nó xuất hiện hay là mỗi khi mình rơi vào cái ngữ cảnh đó là câu tiếng Anh xuất hiện thì nó lại à, giúp mình hạn chế được cái việc là suy nghĩ từ tiếng Việt và dịch sang câu tiếng Anh. Và nếu như bạn đạt được cái trạng thái rơi vào tình huống nào cũng có câu tiếng Anh xuất hiện thì lúc đó người ta à, gọi là bạn có thể suy nghĩ bằng tiếng Anh được rồi đó. Nhưng mà tôi lại không thích dùng cái cái khái niệm suy nghĩ bằng tiếng Anh nha các bạn. Có thể là trong một video nào khác tôi sẽ giải thích cho các bạn nghe điều này. Bây giờ chúng ta thử diễn lại câu ví dụ bên trên vài lần nha. I'm afraid of, in I'm, afraid of in I'm afraid of getting stuck in traffic. 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 Quá trình này hoàn toàn không có áp lực và không tốn thời gian đúng không các bạn? Bạn chỉ tốn thời gian lúc đầu tập câu và tôi đoán khoảng vài phút gì đó à, Nhưng khi nhớ câu trong đầu rồi thì chỉ cần khoảng 30 giây là các bạn có thể lặp lại khoảng từ 5 đến 15 lần rồi à, Bước thứ năm là phát triển câu Khi bạn lặp lại đủ con số tối thiểu 200 lần rồi thì bạn hãy sang cái bước phát triển câu này Tại sao đến thời điểm này thì chúng ta mới bắt đầu phát triển câu vì khi bạn học câu cho đến khi chúng trở thành phản xạ tự nhiên thì bạn mới nhớ cái cấu trúc để trong trường hợp cần thiết là bạn nhớ ra ngay câu trong vòng 7 giây thì mới nói được. Còn nếu bạn không nhớ ra câu khi rơi vào một tình huống cụ thể thì công của bạn bỏ ra học đó đã là vô ích rồi. Nếu như chưa lặp lại đủ số lần thì tôi khuyên bạn đừng chuyển sang bước phát triển câu này mà cứ cố gắng lặp lại cho đủ số lần, đừng có ham nói các bạn sẽ đến lúc các bạn nói được và nói chuyện rất tự nhiên, nhưng trong quá trình tập luyện lại câu thì nó giống như tập võ vậy đó các bạn, cứ kiên nhẫn mà tập cái thế võ đó cho đến khi đủ số lần nha các bạn. Bây giờ thì chúng ta lấy cấu trúc đầu tiên của câu ví dụ bên trên và bắt đầu tưởng tượng ra nhiều tình huống khác nhau để nói nhiều câu khác nhau thử nha. Cấu trúc đầu tiên là to be afraid of something là sợ cái gì đó, to be afraid of something, sợ cái gì đó trong cấu trúc này thì chúng ta thay chữ something bằng một danh từ cụ thể và thêm chủ từ vào đầu câu như là i hay là he hay là she và thay thế động từ to be cho phù hợp với chủ từ là chúng ta có thể phát triển được câu mới rồi à, ví dụ như nếu tôi dùng chủ từ là i là tôi thì động từ to be đi với ai là am i am và nếu tôi thay chữ something bằng một danh từ ví dụ như là ghosts ghosts là ma đó các bạn thì tôi sẽ có câu i am afraid of ghosts i am afraid of ghosts tôi sợ ma các bạn thật sự tôi sợ ma i am afraid of ghosts rồi bây giờ chúng ta hãy thử vài câu nữa xem sao nha he is afraid of worms He is afraid of worms. Worms. Anh ấy sợ sâu. He is afraid of worms. Anh ấy sợ sâu. She is afraid of him. She is afraid of him. Chúng ta dùng cái danh từ ở phía sau bằng him luôn các bạn. He is afraid of him. Thì cô ấy sợ anh ta. She is not afraid of him. She is not afraid of him. She is afraid of you. She is afraid of you cô ấy không sợ anh ta mà cô ấy sợ anh đấy ha hoặc chúng ta có thể dùng câu don't be afraid of me don't be afraid of me đừng sợ tôi để bảo ai đó uh, đừng sợ mình Hay các bạn don't be afraid of me hoặc là một người nào đó có thể nói với người yêu là i am afraid of losing you I am afraid of losing you anh sợ mất em lắm. Anh sợ mất em. She is afraid of getting lost. She is afraid of getting lost. Get lost là bị lạc. She is afraid of getting lost. Cô ấy sợ bị lạc lạc đường đó các bạn. Hay là they are afraid of difficulty. They are afraid of difficulty. Difficulty là khó khăn họ e ngại khó khăn hay là họ sợ khó khăn. À, một câu nữa nhé các bạn. He is afraid of being lonely. Being lonely, lone, lonely. He is afraid of being lonely. He is afraid of being lonely. Anh ấy sợ cô đơn. Anh ấy sợ cô đơn. The children are afraid of snakes. The children are afraid of snakes bọn trẻ sợ rắn. Hay là don't be afraid of risk. Don't be afraid of risk. Đừng sợ rủi ro. Risk là rủi ro các bạn. Còn nếu như bạn muốn đặt câu hỏi thì chúng ta có thể dùng Are you afraid of something? Are you afraid of something? Bạn có sợ điều gì không? Bạn có sợ điều gì không? Thế đấy các bạn, chỉ cần một thoáng thôi là tôi có thể lấy ra hơn 10 câu ví dụ về việc phát triển câu. Có nghĩa là bạn dùng cấu trúc này và tưởng tượng ra thêm nhiều tình huống khác nhau để thể hiện nhiều câu khác nhau và đó là cái lợi của việc học câu để lấy cấu trúc ha các bạn ha. Bây giờ chúng ta lấy cấu trúc thứ hai để phát triển câu thử xem nhé. Hãy nhớ là phải lặp lại câu tối thiểu 200 lần trước khi đến giai đoạn phát triển câu này nha các bạn. Chúng ta có cấu trúc thứ hai là to get stuck in traffic get stuck stuck in traffic bị kẹt xe hay là bị tắt đường à, tôi thử lấy một ví dụ đầu tiên I got stuck in traffic while I was driving home I got stuck in traffic while I was driving home tôi bị kẹt xe tôi bị tắt đường khi đang lái xe về nhà à, hay là một câu nữa Go quickly or you will get stuck in traffic. Go quickly or you will get stuck in traffic. Đi nhanh lên kiểu bạn bị kẹt xe đấy có nghĩa là mình mình hối ai đó đi nhanh nhanh lên tại vì sắp đến giờ cao điểm rồi. Hay là getting stuck in traffic makes me sick. Getting stuck in traffic makes me sick. Makes someone sick là làm cho ai đó phát nôn buồn nôn bị tắt đường bị kẹt xe làm cho tôi bị buồn nôn làm cho tôi muốn phát ói nói như dân miền nam đó các bạn rồi tôi nghĩ là tôi nên nói vài câu thôi các bạn nếu các bạn muốn được gợi ý nhiều câu hơn nữa thì hãy dùng từ điển câu của hello chào trong đó có hơn 3 triệu câu để các bạn có thể tra cứu ra những câu này các bạn nha Thế đấy các bạn, chúng ta vừa hoàn tất 5 bước học câu để nói chuyện tự nhiên như người bản xứ. Các bạn hãy chịu khó học theo trình tự, học từ từ mỗi ngày và đừng vội đốt cháy giai đoạn nha các bạn. Tôi đoan chắc là không bao lâu thì các bạn sẽ có được thành tựu trong tiếng Anh. Hãy làm theo cách này, đừng vì một số ý tưởng của ai đó hoặc tự suy luận ra cách riêng của mình. Khi bạn chưa bao giờ thành công thì cách mà các bạn biết chắc chắn là không đúng chúc các bạn thành công